Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc nồi chiên không dầu của hãng Tefo, mã là FZ7100. Cái nồi chiên này được sản xuất tại Pháp và đây là chiếc nồi chiên có dung tích khoảng 1 cân và thiết kế dạng vỏ sò. Đóng gói của sản phẩm chúng ta sẽ có sách hướng dẫn đi kèm. Có hai phiên bản, là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Chiếc nồi này là phiên bản màu gì đó? Màu trắng. Đồng gói khá đơn giản, ta chỉ có cái nồi chiên và sách hướng dẫn thôi. Đây chiếc nồi chiên của chúng ta. Thiết kế dạng vỏ sò và mặt trước này là có nút bấm để các bạn mở cái nắp này ra này. Đó. Khi mà chúng ta bấm nút thì nó sẽ tự động gì ạ? Mở ra. Và trong này dung tích cho chúng ta chiên được khoảng 1 cân thức ăn, phù hợp cho gia đình khoảng 4 người. Cái này có một tầng thôi ạ. Phần nắp này thì chúng ta thấy có cái phần này là để phun khí nóng vào, giúp chín thức ăn. Nắp này các bạn cũng có thể tháo ra được. Đây. Giờ việc tháo này nên được vệ sinh rất là dễ. Rửa mặt kính này giúp cho nhìn vào trong. Cái này các bạn có thể nhấc ra. Cái quai này thiết kế rất là hay. Chúng ta có thể gấp lại một cách kéo này. Đấy. Cái trục này thì nó có thể quay được. Rất là thuận tiện khi các bạn chiên khoai tây chẳng hạn. Cái này các bạn cũng có thể dễ dàng tháo ra để rửa vệ sinh được. Đây là phía trong. Phần trong này các bạn cũng đem rửa được. Có hướng dẫn rửa đây. Ok. Ngoài ra chúng ta còn được tặng kèm một cái thìa này để các bạn đặt lên trên này. Sau đó bạn đổ dầu đây thì nó sẽ giúp dầu này để trộn vào thức ăn. Ví dụ như là các bạn chiên khoai tây thì chỉ cần một cái muỗng dầu ăn này là đủ. Rất là tiết kiệm dầu ăn. Và đóng cái này lại. Để sử dụng thì chúng ta sẽ cắm điện. Đây là bảng điều khiển của cái nồi chiên này. Ra cái nồi chiên này có thiết kế rất là đơn giản về mặt điều khiển. Chỉ có duy nhất một cái nút bấm thôi ạ. Là nút này là nút khởi động. Nút bật này nó chạy. Và trên này người ta ghi rõ là cái hướng dẫn nấu ăn như thế nào. Ví dụ như đây là chiên khoai tây 1 cân thì sẽ là từ 40 đến 45 phút. Đây là dạ đông này. Đây là chiên thịt gà thì như thế nào. Thì cái này chúng ta sẽ dựa vào thực tế và chúng ta điều chỉnh cái thời gian. Còn trên cái nồi này nó chỉ có một nút là on off thôi. Bật thì là nó bắt đầu chạy, nó thổi khí nóng vào làm chín thức ăn. Còn đây là gì ạ? Ấn hệ tắt. Và cái này nó cũng thiết kế thông minh chỗ là nó sẽ cho kèm một cái gọi là timer, tức là đếm thời gian ở cái trên này. Cái này bạn có thể tháo rời ra được hoặc để đây. Cái timer này nó sẽ sử dụng một viên pin ở đây ạ. Nó sử dụng pin ở đây này. Để các bạn đếm thời gian thôi, cũng không có tác dụng gì kết nối nồi này cả. Có nghĩa là sao? Tại vì khi mà chúng ta nấu gì chúng ta sẽ ước lượng cái thời gian chín thì chúng ta sẽ bấm reset ở đây. Ví dụ tôi muốn chiên khoai tây trong vòng 40 phút. Đầu tiên nó ở 0 thì các bạn sẽ bấm cái nút màu xanh này để nó nhảy lên. Mỗi cái này là 1 phút này. Ví dụ tôi muốn nó chạy trong vòng 10 phút chẳng hạn. Thì tôi để số 10 thì các bạn nhả ra. Và sau đó các bạn gì nhỉ? Bấm nút chạy này. Là bắt đầu nó nhấp nháy này, có nghĩa là bắt đầu đếm ngược. Nó sẽ đếm còn là 9 phút hay bao nhiêu đó. Đây nó đã nhảy sang 9 phút rồi, tức là sẽ đếm ngược về 0. Và trong trường hợp các bạn muốn reset lại ấy, thì các bạn chỉ việc bấm và giữ nút này. Nó sẽ trở về 0 và chúng ta lại điều chỉnh lại như từ đầu. Cái này các bạn có thể set được là 99 phút. Nên các bạn thoải mái set. Và set xong kệ nó thôi, nó bắt đầu đếm gì nhỉ? Đếm ngược. Và chúng ta bấm nút này, nó bắt đầu chạy. Đấy, cách sử dụng chiếc nồi chiên này cực kỳ đơn giản. Chỉ có mỗi nút là tắt mở thôi. Nó sẽ chạy ở mức công suất là lớn nhất. Và chín thức ăn chúng ta sẽ bỏ ra thôi. Nhấc này ra. Và trên đây là cách sử dụng chiếc nồi chiên không dầu của hãng Tefo. Mã là FZ7100.
thiết kế phần điều khiển rất là đơn giản và nhỏ gọn. Và cái nồi này có công suất là từ 1280 đến 1400W, được sản xuất tại Pháp. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc nồi chiên không dầu của hãng Tefo, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.